Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chuyện xảo nương. Lại một chốc nữa, nàng mở chăn ra, chui hẳn vào chăn chàng. Lay chàng, chàng vẫn nằm yên không động đậy. Nàng thuận tay lần xuống thám thính chỗ kín. Bỗng ngừng ngay lại, dáng buồn thiêu, rồi thiểu não lật chăn trở dậy. Giây lát, nghe có tiếng khóc, chàng vừa thảng thốt, vừa e thẹn, không biết làm gì hơn là tự trách mình lại giận trời sao nỡ bắt người ta phải khuyết tật cô gái gọi con hầu thắp đèn lên nhìn thấy mắt nàng còn ngấn lệ con hầu kinh ngạc hỏi có điều gì buồn khổ nàng lắc đầu đáp ta tự thương mình phận bạc thôi con hầu đứng trước giường nhìn chằm chằm vào mặt chàng nàng bảo hãy gọi anh ta dậy rồi bảo xéo đi Nghe mấy lời ấy, chàng càng bội phần xấu hổ, lại thêm lo lắng giữa đêm hôm, tối tăm mù mịt chẳng biết đâu mà đi. Giữa lúc còn dùng rằng suy nghĩ thì một người đàn bà đẩy cửa bước vào. Còn hậu thưa, cô Hoa đã về ạ. Chàng hé mắt nhìn trộm thì thấy bà già này tuổi chừng ngoài 50 nhưng còn giữ được phong vận. Thấy cô gái chưa ngủ, bà liền hỏi duyên cớ nàng chưa kịp đáp thì lại thấy trên giường có người nằm bèn hỏi nằm cùng giường là ai đấy con hầu trả lời ngay dạ lúc tối có một chàng trai trẻ đến đây xin ngủ nhờ bà ta liền cười nào biết đâu xảo nương lại vui thú động phòng hoa trúc chợt nhìn thấy cô gái ngấn lệ chưa khô bà kinh ngạc hỏi đêm hợp cần mà lại buồn bã khóc lóc không phải cách chẳng lẽ chàng rẻ thô bạo lắm sao? nàng không đáp, mặt càng thêm âu sầu. Bà ta định kéo vạt áo để nhìn chàng, vừa động đến áo thì phong thư rơi xuống giường. Nhặt lên xem, bà bỗng sợ hãi nói: ý chừng nét chữ của cô con gái tôi đây mà. Mở ra đọc, bà than một tiếng chua xót. Cô gái hỏi tại sao, thì bà đáp. Đây là thư con ba báo tin nhà Nói rằng chàng ngu chồng nó đã mất Này nó một thân một mình không có nơi nương tựa Chưa biết tính thế nào Cô gái tiếp lời Ban nãy anh ta có nói là chuyển giúp thư cho ai đó May mà tôi chưa đuổi đi Bà già gọi chàng dậy Hỏi rõ nguyên do lá thư Chàng kẻ đầu đuôi mọi sự Bà bảo Xa xôi làm phiền lặn lội đưa thư này biết lấy gì báo đáp lại ngắm kỹ chàng rồi cười hỏi vì sao lại làm trái ý xảo nương chàng đáp chẳng biết mình có tội gì bà lại quay sang hỏi cô gái nàng than rằng chỉ thương cho mình sống đã vớ phải anh chồng hoạn chết cũng lại nhè được đứa bị thiến mà ăn nằm vì thế mà buồn thôi bà già quay lại nhìn chàng nói thông minh lành lợi thế này vốn là trống mà hóa ra lại là mái ư thôi thì khách nhà tôi không thể làm loại người khác mãi được nói rồi dẫn chàng đi sang trái nhà phía đông đưa tay sờ xuống khố mà khám nghiệm rồi vừa cười vừa nói chẳng trách xảo nương khóc hết nước mắt cũng phải nhưng à, may mà vẫn còn chút cuống dễ còn có thể cố sức được Bèn khêu đèn, lục hết hòm xương, lấy ra một viên thuốc màu đen trao cho chàng. Bảo nút ngay, lại dặn nhỏ rằng, đừng cử động, rồi ra đi. Còn lại một mình nằm nghĩ ngợi, chàng không biết thuốc chữa chứng bệnh gì. Chừng khoảng canh năm tỉnh dậy, cảm thấy dưới rốn một luồng hơi nóng cuồn cuộn, xông thẳng vào chỗ kín, lại lùng nhùng như có vật gì treo ở khoảng dưới háng tự tay thăm dò thì hóa ra mình đã thành một gã trai cường tráng. Trong lòng mừng đến thẳng thốt, giống như vị thượng quan, thình lình, được trao chín vật báu. Khi hừng đông mờ mờ, ở chấn xong thì bà già trở lại. Đem bánh mới hấp vào buồng cho chàng, lại dặn hãy giữ ngồi yên rồi khóa trái cửa lại, ra ngoài nói với sảo nương rằng anh chàng vất vả mang thư đến đây hãy giữ lại đây gọi con bà về cho nó kết nghĩa chị em Về lại cũng phải đóng cửa để khỏi người ta buồn chán nói rồi ra cửa mà đi chàng quẩn quanh mãi đâm buồn thỉnh thoảng lại đến gần khe cửa y như con chim ngó trộm ra ngoài lồng trông xa thấy xảo nương cũng muốn gọi lại nói rõ sự tình nhưng thẹn vì nói năng vụng về nên lại thôi mãi đến tối mịt bà già mới dẫn cô gái trở về vừa đẩy cửa đã lên tiếng đẻ sầu muộn giết mất lang quân rồi đấy còn bà hãy vào mà bái tạ đi cô gái mà chàng gặp trên đường mấy hôm trước rụt rè bước vào ngước nhìn chàng mặt che sau tay áo bà mẹ bảo họ gọi nhau bằng anh em xảo nương cười gọi là chị em cũng được. Rồi cùng kéo nhau ra dàn giữa, ngồi quây quần quanh mâm rượu. Uống được vài chén, xảo nương hỏi đùa. Người hoạn thấy sắc cũng động lòng chứ. Thì chân què phải nhớ đến giày, mắt lòa vẫn cứ loay hoay muốn nhìn mà. Ai nấy cùng cười sộ, xảo nương lấy cớ, tam nương vừa đi đường mệt nhọc, ép cô ta phải đi ngủ. Bà mẹ quay sang tam nương bảo cùng nằm chung với chàng. Tam đường xấu hổ mặt đỏ bừng bừng không chịu đi. Bà mẹ bảo: "Đây là trượng phu mà cũng là cân quắc, còn có gì mà sợ? Rồi dục hai người vào buồng, lại dặn riêng chàng: Ở nhà thì chàng là chẳng rẻ, nhưng ra ngoài thì cứ vợ làm con ta cũng được." chàng mừng rỡ nắm cánh tay nàng dắt lên giường như dao sắc mới mài lần đầu đem thử khoái trá thế nào cũng có thể biết rõ trong lúc đầu gối tay ấp nàng hỏi thảo nương là người thế nào nàng đáp là ma đấy tài sắc vô song nhưng số phận lại thường chắc chờ lấy phải cậu út nhà họ mao bị bệnh liệt dương 18 tuổi đầu vẫn chẳng nên người. Vì thế, ẩn ức không vượt được, ôm hận mà chết. Chàng thất kinh, ngờ tam nương cũng là ma, nàng nói. Nói thật với chàng, thiếp chẳng phải là ma, mà là hồ. Xảo nương sống lẻ loi không có đôi mà mẹ con thiếp lại không có nhà, nên mượn tạm căn nhà này ở. Chàng rất ngạc nhiên, nàng nói xin chàng đừng ngại tuy là ma là hồ nhưng đây không gây họa cho nhau đâu từ đấy hàng ngày thường cùng nhau chuyện trò yến ẩm dẫu biết xảo nương chẳng phải là người mà lòng chàng vẫn quyến luyến nhan sắc chỉ hận một nỗi muốn tự hiến cho nàng mà không có cơ hội chàng vốn người trầm tĩnh lại giỏi chiều ý pha trò nên dần dần được xảo nương rất thương một hôm mẹ con họ hoa có việc đi vắng lại đóng cửa nhốt chàng ở trong buồng chàng tức bực loanh quanh trong nhà mãi rồi đứng ở trong nhà gọi xảo nương xảo nương bảo con hầu mang chìa khóa mở thử thử mấy lần thì mở được chàng ghé tai xin gặp riêng